chào anh ạ. Em thấy mình tập luyện có hiện tượng là đang bị đau cơ ạ. Không biết là anh có muốn em hỗ trợ điều gì cho mình không ạ? Mình tập thì nghe vẻ nó đang bị đau cơ này. Anh đang thấy đau ở chỗ này đúng không ạ? Thì em thấy là anh đang bị đau cái phần nhóm cơ chát một. Sau một thời gian dài tập luyện ấy, mình dễ phát sinh ra những điểm bị bó cứng cơ ở trên cơ thể của mình. Thì bên em có cái dịch vụ trải nghiệm giãn cơ, giúp cho mình giải tỏa các cái điểm bó cứng cơ, giúp cơ bắp của mình có cái phạm vi hoạt động tốt hơn. Thì em xin phép là mời mình ra trải nghiệm dịch vụ bên em anh nhé. Cho anh xong rồi anh ạ, anh cảm thấy như thế nào ạ? Thì các cơ được giải tỏa, cơ đau mỏi hơn.